quá trời nhân dịch luôn rồi. Nên là mẫu này là chú đã hoàn thiện xong nghe nè, hoàn thiện xong hết rồi nè. Thì giao cho khách được rồi nè, qua 4 lớp nước mài rồi nè. Sau khi dịch thô về chú sẽ cân chỉnh xong rồi chú sẽ đập qua 4 nước mài, nó sẽ hoàn thiện hết. Qua rất là nhiều giai đoạn để chú làm dịch. Anh em nào có chạy bên chú thì biết nha, cái dịch của chú làm vừa bóng bẩy vừa đẹp mà tốc độ cũng có nữa ha. Anh em chạy sử dụng rồi thì biết. Đây là mấy cái dân dịch mà chú mới về nghe nè. Dân dịch này là chính là thành phẩm hết luôn chú. Đây là thành phẩm hết nè. Hồi nãy là mình quay mấy cái dân dịch thô nha. Còn đây là những cái dân dịch bên chú là thành phẩm hết rồi nè. Chuyên về máy xăng, máy dầu các loại nghe nè. 6HB cái này 7HB. À 7HB là giờ có đời mới là đóng gì nè. 7HB luôn ha. Xong là máy 6.5 chạy được chú. 6.5 chạy được. 6.5 chạy được ha. Này cút xéo đúng không chú? Cút xéo là 6.5 với 7HB là đi trên này nghe nè. Giờ dịch AB mẫu mới vậy có người ta có đấu đóng cái dấu là 7 rồi. Đây, dịch này bao xét anh em nha. Nóc 36 xịn. Đây, của máy cút xéo. 7HB nè, máy xăng. Thì nói chung là anh em chạy máy cút thẳng cút xéo gì đó, máy từ 4HB nó dài lên. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 24. Máy hai máy được có ha. Máy xăng, máy dầu được có. Các bộ nghe nè. Rồi xin hãy mình chào các bạn nha. Hôm nay mình trở lại với chợ chuyên dịch Inox Thanh Nhàn anh em. Địa chỉ là chợ Ông Trang, Nguyễn Thị Cà Mau. Hãy số điện thoại bên chú Nhàn đây. 0917 282 228 209. Đây. Cơ sở chuyên dịch Inox Thanh Nhàn các bạn. Chuyên mua bán sỉ trao đổi dịch sửa và lẻ. Địa chỉ Ông Trang, Ngọc Thiển, Cà Mau các bạn. Số điện thoại của chú là 0917 228 209. Số này có đồng thời là như là số Zalo luôn anh em ơi. Anh em các bạn mua chuyên dịch thì máy xăng máy dầu gì đó đủ hệ ha, chạy trái chạy phải đều có, để liên hệ bên số điện thoại của chú ha. Tại cơ sở của chú đây, chuyên dịch Inox Thanh Nhàn, chợ Ông Trang, Nguyễn Thị Cà Mau. Hiện tại mình đang ở chợ Ông Trang này các bạn, chợ Ông Trang, Nguyễn Cà Mau ha. Quay xe nét cái chợ Ông Trang cho anh em xem ha. Chợ này thì ở cặp theo mấy sông nghe nè, trên có lộ nữa. Hiện tại là mình ở dưới sông ha, chợ Ông Trang, Nguyễn Cà Mau nghe nè. Anh em ở khu vực này thì rất là quen thuộc rồi ha. Mình cũng vừa tới cơ sở của chú luôn. Mình chuẩn bị vô quay mấy chân dịch cho anh em xem tham khảo nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha các bạn. Cơ sở chân dịch Inox Thanh Nhàn. Mình vừa đến cơ sở chân dịch Inox Thanh Nhàn anh em. Chỉ là Ông Trang, Nguyễn Thị Cà Mau. Chú đang gia công mấy chân dịch cho khách ha. Bên chú thì làm rất là nhiều chân dịch đủ hệ nha. Cho máy xăng, máy dầu, chân dịch chạy trái chạy phải đều có. Thì hôm nay mình chỉ quay mấy cái chân dịch chạy vải với đầu ghét anh em. Trực tiếp á. Còn vài bữa chú sẽ về nguyên một cái lô chạy trái thì mình sẽ quay clip sau nha, ghi đó riêng. Có nửa tháng không chú? Chị trái nửa tháng 20 ngày nữa nè, ba từ nha, thì mình sẽ quay mấy cái chuyện chạy trái riêng. Hôm nay là mình trước là mình quay mấy chiến dịch chuyên về hệ chạy trực tiếp, chạy chậm hải nha, gọi là chậm hải trực tiếp. Đây, chú đủ loại nghe nè, máy xăng rồi máy dầu đủ hệ. Đây, có cốc thẳng nè, cốc thẳng là máy dịch nhỏ nè, thì chưa gia công. Nhìn cái máy 6.5HB, 7HB. 6.5HB rồi 5.5HB đi chung nghe nè. Thì mấy dịch này là dịch mình gọi là dịch cốt thẳng á. Nhìn nó rất là bé tí nha. Đây, cầm cái tay nó xíu à. Đây là dịch cốt thẳng nè. Còn dịch cốt xéo là anh em mới chạy lớn hơn nha. Đây, cốt xéo vẫn là 6.5HB mà nó chạy cỡ này nè. Đây là cốt xéo. Cốt xéo thì nó sẽ chạy dịch lớn. Đùng một loại máy nhưng mà cốt thẳng cốt xéo là nó trên lệch một chạy một dịch nên nè. Khác nhau à. Đây, cái cốt thẳng nó chỉ chút xíu. Còn cái cốt xéo là mà lớn. Chuyên dịch cái cút xéo máy 6HB là nó cũng 9-10 với cái máy Yamaha 363 nghe anh em ơi. Cái 6.5HB á, máy Mitsubishi á, anh em thấy nó cái máy Mitsubishi nó có 6 ngựa thôi. Nhưng mà ở chuyên dịch của nó cũng phải 8-10 với cái 363 á, 63 Yamaha 363 nha. Mình thấy nó cái máy nó nhỏ cút xéo nhưng mà rất là dịch rất là lớn. Inox AB nghe anh em ơi. AB. Chú về rất là nhiều. Mấy cái này là mình thô nè. Thô là chú chưa có đập cân chỉnh rồi chú sửa chữa, phải qua 4-5 giai đoạn mình mới giao đến khách hàng được nha các bạn. Rất là nhiều chi tiết ha. Tiên là chú phải vô lên cân chỉnh, cái cân chỉnh cho nó ngon rồi chú sẽ mài. Đó là mài cuối cho chú. Nước nó cuối giờ hay là còn nữa không? Cuối là vô cái bàn đó ra, nước cuối là nước bóng nhất nha anh em ơi. Chú nhàn là chú dịch làm cho bóng cho đẹp ra, cho tốc độ cho bạ đi không cần thiết, chú là đẹp là được rồi. Bán trên mạng mà. Bán trên mạng. Bán trên mạng anh em thấy bóng anh em cầm gớt cầm vô là im rồi phá chịu à. Chứ đâu cần chi mà tốc độ ha.
chú mày, một ngày chú mày chứ một trứng một thôi, từ sáng tới chiều trứng lượm 5 chai. Đừng nói chơi em à, dịch đó là chú sẽ qua rất là nhiều giai đoạn để chú làm dịch. Anh em nào có chạy bên chú thì biết ha, cái dịch của chú làm vừa bóng bẩy vừa đẹp mà tốc độ cũng có nữa ha. Anh em chạy sử dụng rồi thì biết. Có máy 4 gì chú? Máy 5 máy gì? Dạ. Có máy 5 máy? 4 Lộng 98 Thao 98 Thao 98 4 thì 100 rồi được đúng không? 4 thì 100. Cái đó là khoảng máy lồng 98 ly hay nào, 98 máy Trung Quốc là máy phao nữa ha, là 4T100 mình chạy mấy dịch đó được đó, có dịch lớn. Dịch đó giờ có mấy ký chú, nặng á? 3 kg mấy à? Cái đó đây à, 4T100 đây à, à 4T100 nó sẽ nhỏ hơn cái dịch này rất là nhiều anh ạ. Này là dạng 4T100 nè, 3 kg mấy nha, cái thằng nào cùi này cũng tắt hết rồi chú, con chạy nặng dữ vậy, em đại không nổi luôn ha, là cái cùi này là cùi một tấc, rất là cái dầu dài xuống này rất là sâu ha, cầm mà cớ xuống cái mẻ vậy chứ chú để thường nữa, chú ngoài bóng quá, à rất là đẹp ha, đây là thành phẩm rồi nè anh em ơi, cái này có 4T100 nè, cùi là cùi sâu một tấc, chú có cái thước không chú? Mà cho con mượn cái thước đây. Đây. Rồi cho anh em à, để mình nói anh em nói này nói kia, nói dịch nói không đủ rồi anh luôn nha. Để mình đo cái thước chơi. Bề nào bề tắt bề số vũ. Mất số chưa rồi? Đâu? À, chạy này đẹp không? Dịch nào có số này em ta chửi nữa nè. Cái cần số thước rồi nè. Đây cần thước là nhau. Ừ. Để đo khơi khơi rồi đi ra nữa à, anh em nói dịch có tóc hơn 7,5 vậy thế không à, này là chúng nó là cái cùi sâu là một tấc, cái cùi nó cái dịch nó bản nó rất là dày nha các bạn, cái độ sâu lên nè, chiều dài nó một tấc á. Đây chú có làm dấu cái mối xinh xanh này ha, nè cái thước này thì từ đây tới từ đó tới đây là 2 tấc mà, thì chú làm dấu nữa đó ha, để cho là sao đó, tấc ha, độ sâu quá, sâu cái dịch chiều sâu rất là sâu nha anh em. Để anh em bảo nói 7,5 vậy đó, nói dịch mỏng vậy đó, đây này rất là dày nha anh em, đúng là đúng là một tấc luôn, rất là dày. Thì có hệ 4T100, còn mấy dịch đó là của cũng cái độ sâu nó cũng vậy thôi, là ít hơn chút, hay là cái này là cái này với cái tấm này à, cái ý là cái bản nó vẫn dài mà lại chú cắt nhỏ lên phải không à, là cái này là của lồng 98, còn cái này là vẫn là cái bản vậy luôn mà chú đã cắt nhỏ lại tặng chạy cho cái máy lồng 95 4K1. Đây nó như là chiều dài bằng nhau các bạn, nhưng mà cái máy nó khác thì chú sẽ cắt cần chỉnh cái này nó nhỏ đây ha, nó ngắn lại đúng cái máy chứ tôi chạy nó nặng nước ha. Hai dịch này thiện kiểu một hộp quá ha, một cái để bên này chỉ lồng quá khứ này, 4K1 lồng 95 ly turbo này nè. À đây chiều sâu rất là sâu ha, một tấc. Mà cái đó là của 4T84 hả chú? 84, 82 đi chung không ta? 84, 82 đi chung không? Hay là 82 nhỏ nữa? Nhỏ nữa. Thì là cái 4T84 là chạy dịch này. Còn theo chú là 4T82 nó sẽ nhỏ nữa. Nhỏ là ý là mình sẽ cắt cánh bớt không chú? Chạy á. Đúng rồi, làm cho nó nhỏ bề ngang là. Nhỏ bề ngang là bề ngang này, à bề ngang này thế à? Ừ. Cái còn chiều dài ra vẫn vậy. Chiều dài vẫn vậy. À. Cái đó nó còn có 3 tấc 9. À, cũng như chú nói là dịch như mà xuống nhỏ máy nhỏ là chú sẽ vuốt cái đường này đúng không? Vuốt cái đường nó nhỏ lại là dịch cái máy nó nhỏ, là cái máy nhỏ công suất nhỏ là chú sẽ vuốt đường này. Còn cái bề chiều dài qua cái đường kính này chú vẫn giữ nguyên. Đây ha. Đây đường kính đây. 3 tấc. 3 tấc. Con này có 3 tấc mấy với chú? Có 3 tấc 6. Rồi 6. Dịch của thợ biết rồi, giờ làm biết rồi mất số chân này. Đây. À, tức 6. Còn cái này là chắc 3 tấc 4 không chú? À, đó ha. 3 tấc 4 gửi tại này là của 95 ly. Mấy 95 thì nhỏ hơn nha. Không 3 tấc gửi. Cái đường kính đó nè. Đường kính đường ngang từ đây tới đây ha. Còn cái này là 3 tấc 6. Còn cái này là chỉ 3 tấc ha. 3 tấc là của Giang Ma 4T84. Chú về rất là nhiều nhịp nha nè. Đang gia công cho khách. Mấy này là chạy, nói chung là hôm nay mình quay cái video về dịch đem đưa con mấy dịch nhỏ đi còn nữa không?
À vậy là mình quay ở đây chỗ đó chú đang làm đây là mấy vịt này. Rồi chút xíu mình lên trước mình xíu. Giới thiệu tục ha. Vịt này là vịt thô không chú? Cái nó mới mài quăng lắm. Là nó mới vậy nó còn săn sùi nữa ha. À vậy là chú đã ngoài một lớp rồi. Mài qua một lớp rồi. Mài một lớp rồi coi chú làm thêm mấy lớp nữa nó mới ra cái vịt bóng như bên kia. Mài ba quận nữa hả? Chú mài giết rồi mất độ bóng rồi vịt nó mỏng dần giết hết giọt rồi. Vịt người ta đổ cuôn ra 4 kg chú nhằn mài giết còn mất hết nửa kilo. Còn có 3.5 kg à. Mất hết biết cuôn nhìn như nắp à. Trời cho chú làm cho đúng cái thích hợp với máy nha anh em ơi. Chứ không phải là thích là mài, thích là mài ha. Có mài bóng. Cái này là mấy lớp? 387. Này gọi chưa? Chưa gọi luôn. Cái này gọi nữa à? Chưa. Cái này được mấy lớp rồi? Mài á. À. Còn 2 lớp nữa. Trời dữ vậy đi ha. Mấy chân thô. À đúng rồi. À, mấy chân thô là mấy chân mới trên khuôn nó về nó nhỏ. À. À, cái này là trong khuôn đổ ra là gì nè anh em ơi. Mới lấy về luôn ha. Nó gì nè. À. Gì đây? À. À, mới lấy về là nó sẽ như thế này các bạn. Thì chú sẽ trải qua 4 giai đoạn chú cân chỉnh, chú đập rồi chú làm chú mài tới 4 5 lần nha. Nó mới ra cái dịch thành phẩm. Dịch thành phẩm là nó sẽ bóng vậy các bạn. Nó sẽ đẹp nha. Bóng gì đó. Rất là lâu. Chứ không phải là mình vì cái là mình mua diễn dịch thôi vậy cái mình mài bóng là mình chạy ha. Vậy thì dễ quá rồi. Có ai mà không được. Thôi, à, quan trọng mình cân chỉnh nghe nó đúng với máy nữa. Rồi chú phải canh cái máy mình lòng bao nhiêu ha. Rồi chú canh thước tất rồi chú sẽ cắt theo đúng như mình chạy cho nó hợp ha. Chứ không phải là anh em mình mua về sẵn ngoài chợ anh em gắn vô là chạy gì là chạy cũng không được mà nó không có tốc độ nó không đạt nha các bạn. Này thì chú nói là cái này mày có một quận hay chú? Hai. Cái này hai quận là một nữa phải không? Ừ. À. Quay cho nên rõ nè. Dịch này dịch thô lấy về nó như thế này. Qua bước một đầu tiên là chú sẽ mài một lớp xương ở đây. Thì là mày mới có một lớp một nè. Rồi sau này là chú sẽ mài qua hai này quận hai nè. Mấy cái vịt mới lớn là mình chạy lô quết hết nha các bạn. Lô quết. Còn vịt mà máy có khoảng 18 là anh em mình mới chạy gan nha. Chạy gan là anh em chạy vịt khoảng lỗ 18 á, 18 16 chạy gan. Còn anh em mới chạy vịt máy lớn lòng cốt mà 20 đổ lên á, 20 22 25, 30 35 thì anh em sẽ chạy là gọi là lô quết. Lô quết là nó có cái lỗ nhỏ trong các bạn, nó có độ chậm ha. Gọi là lô quết. Nói chung cốt 22 trở lên làm đi lô quết hết rồi. Còn 18 đổ lại 18 16 14 rồi đó là anh em đi gan. Những cái thí dụ là cái này nè, cái này là 10 16 không chú? 18. 18 là gan nè anh em. Này của 3T63 nè. 3T75 nữa ha. Ủa, sao nó nhỏ vậy? Này 3T75 rồi chỉ cái này ha. 63 nhỏ. Đúng rồi, chú nhìn dịch cái chú biết cỡ nào cho ha. Đây cái này là của 3T63. 63 nó bằng dịch máy 6 còn chưa chú? Ha. Cái cỡ nè. Cái này là bằng cái Mitsu 6 các bạn. Mitsu 6 nó chạy cỡ trạng này nè. Lỗ 18 ha, này có 3T63. Nhưng dịch inox bên nhàng là bán dịch loại mà inox xịn nha anh em ơi, 316 ha. Chứ mấy là chứng dịch em loại dịch inox bên kia. 316 hết. Loại xịn đó nha, dịch AB. Chú chuyên về dịch AB các bạn. Dịch AB là dịch inox loại xịn thương hiệu uy tín bây giờ đó. Này là gan 18 của cái này của 3T75. 3T75 nó sẽ trội hơn cái 3T63 tí. Nó trên lệch nha nè. 9-10 ha. Cái dưới của 3T75, con này của 63. Chú đang gia công cho khách ha. Cái dịch này của máy xăng với máy dầu. Ngày trước còn nữa chú. Rồi sẽ lên ngày trước quay cái lô dịch của chú vậy nha. Hôm nay mình quay cái video toàn bộ về cái video về máy là có thẳng hết. Có thẳng với trực tiếp ha. Còn vậy clip sau mình sẽ quay dịch chạy trái riêng. Bên chú thì có dịch chạy trái luôn kia nè. Hộp số đầy đủ các loại. Chú dịch chạy thẳng, rồi chạy phải, chạy trái. Hộp số thuận nghịch các loại ha. Có hết. Đặc biệt là những dòng máy xăng, máy hai thì, phải độ, phải bình thì có kia nè. Máy hai thì chú có nữa ha. Hai thì nó có cút thẳng gì nè. Hai thì là nó sẽ tới nè. Nó lớn hơn tí đây. Hai thì nó như cút thẳng mình thôi. Nhưng mà cái này nó có nhiều loại ha. Loại này loại nhỏ nhất cái nè. Rồi kế thêm để anh em chạy máy bao nhiêu HP đó thì báo chú thì chú sẽ làm đúng cái yêu cầu của anh em ha, để cho nó gọn. Này là mẫu cút thẳng. Cút thẳng bây giờ loại tốc độ loại bây giờ chứng dịch chú có lỗ 14 luôn anh em. Lúc trước thì mình chạy mấy dịch máy xăng là gan 16 à. Đây, dịch như Mitsu 6 đó, anh em chạy đó là mình chạy muốn dịch giọt là anh em phải chạy dịch gan lỗ 16 mới có dịch xịn. Gan 16 18. Còn bây giờ anh em chạy gan 14 chẳng có dịch luôn anh em.
gen 14 vẫn có trứng vịt và có mẫu mới nha. Gen 14 vẫn có lỗ lỗ cái này nha. 14 mà vẫn có vịt tốt luôn. AB luôn. 316. Thì chú và chú cũng có loại gan 14 nha anh em mà chạy lắp 14 á thì chú có bán luôn ha. Đây. Mình chú rất là nhiều chuyên dịch luôn ha. Thì nay mình quay hết cái dài chuyên dịch của chú luôn. Cơ sở chuyên dịch Inox Thanh Nhàn ở ông Trang Nguyễn Cà Mau anh em. Rồi, mình tiếp tục mình đặt trước mình quay một cái lô dịch chú mới về nữa ha. Đây, đây là mấy cái chuyên dịch mà chú mới về anh em. Chuyên dịch này là chỉ là thành phẩm hết luôn chú. Đây là thành phẩm hết nè. Hồi nãy là mình quay mấy cái dịch thô ha. Còn đây là những cái dịch này bên chú là thành phẩm hết rồi nè. Chuyên về máy xăng máy dầu các loại nghe năm. 6HB này 7HB. À 7HB là giờ có đời mới là đóng gì nữa. 7HB luôn ha. Xong là máy 6.5 chạy được chú. 6.5 chạy được. 6.5 chạy được ha. Này cút xéo đúng không chú? Cút xéo. Cút xéo là 6.5 với 7HB là đi trên này nghe nè. Giờ dịch AB mẫu mới vậy có người ta có dấu là 7 rồi. Đây, dịch này bao xét anh em ha. Nóc 36 xịn của máy cút xéo 7HB nè, máy xăng thì nói chung là nè, chạy máy cút thẳng cút xéo gì đó máy từ 4HB nó dài lên 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 24 máy hai máy được có ha, máy xăng máy dầu được có các loại nghe nè. Hay này là của máy xăng chú là bà tây 5.5 với 6 ha. À, này hệ máy xăng anh em. Hệ máy xăng 5.5 với 6HB là nguyên dạng này. Đây, cái này là của máy xăng hệ xăng ha. Cút xéo 5.5 tới 6HB. Còn cái dạng này chú? Cái đó bà tề 6366. À, bà tề 6366. Anh em thấy hai cái dịch này nó cũng không chênh lệch gì mấy ha. Anh em thấy không? À, ngang ngang với nhau, 9-10 nhau. Bởi mình nói nãy cái đầu video đó, cái máy cút xéo mình nó tuy cái máy nó 6HB nó nhỏ thiệt, nhưng mà cái chiến dịch của nó chạy cũng trên lệch không, cái 3T63 không nhiều ha. 3T63 mình thấy nó 3 máy xe. Nhưng mà nó chạy năm đó. Trên lệch không nhiều. Đó. 80 nha. Nó ná luôn á. Máy cút xéo mình với phòng 6B mà cũng ra dịch nó chạy rất là lớn nha anh em. Bởi vì anh em hỏi sao mà cái dân dịch này là nó mắc. Anh em hỏi sao mà 7-700 ngàn gì đó, anh em nói dân dịch ngoài chợ bán có 200 ngàn. Nha. Lý do là chỗ đó đó. Anh em nói cho rõ nè, tại vì nó nhỏ hơn cái máy xe không nhiều chứ, anh thấy không? Bởi anh em nói sao mà nó rẻ mà chợ bán 200-300 gì để anh thấy không, nó đâu có chênh lệch với cái 363 nhiêu đâu, cái này mấy trăm ngàn này anh thấy không, cỡ cỡ nhà luôn này. Đó là cho anh em dễ phân biệt. Để nay chú có sắp đi một cái lô dịch mình quay mới được ha, chứ bình thường thì mình quay có chân dịch một thì anh em không có rõ, anh em không thấy được. Nay chú sẽ sắp cho nguyên bộ mà từ máy 5.5 rồi 7 rồi 6 đủ loại anh em thấy phân biệt cho nó rõ nè, không chênh lệch gì mấy. Để lý do là nó mắc là chỗ đó đó các bạn, không có chênh lệch nhiều chân ha. Cái đây là cái 6, còn cái bên đó là cái 3T. Hai cái này 3T tám mấy chú? 84. Hay 3T 84. Nguyên cái lô này là thành phẩm hết nha anh em ơi. Đã qua 4 nước mài rồi ha. Này là chú đã giao cho khách nè. Giao cho khách là mấy dịch này là chú sẽ giao là hết nguyên bộ được. Này có 3T 84. Hai cái này đúng rồi chú. Ừ. Hai cái này. À, hai cái này là của 3T 84 hết. Và cái này là chạy găng. Cái này chắc 20-22 chú. 20 này có 3T 82 nghe nè, chạy gan ha, gan lỗ 22 20. Còn cái này là người ta chạy lô quét này, có hai loại ha, nói chung là cốt 20 trở lên em lô quét này. Đây chú có ghi nè, 3T 84 20 là cốt 20 ha, cốt 20 mà cái này đi lô quét. Đây lô quét là nó có một cái không có gan mà nó một cái đường dài trong đây nè, nên mình chặt lô quét hai loại ha, cốt 20 trở lên đó đầu mình có đi lô quét à. 16, 18 rồi mới xăng á, là đây mình mới xài mà loại gan. Có gan mới nè. 115. À cái này 115 là máy sao ta? Lồng nữa phải không? Nó cái 105, cái 115. Là cái lồng đúng không chú? Lồng 115 đúng không nha? Lồng tắc mốt, lồng tắc mốt này nè phải không? Ừ, lồng tắc mốt tắc 2 nè. À chú đóng cái số là N.115. Cái này máy lồng một tấc, tấc mốt này nè, tấc mốt tấc hai á, lồng lớn á. Cái này chắc lỗ 35-40 gì quá trời chú. 30. Ui trời. Cốt 30 này nè. Mới luôn á. À, mẫu này mới mà không có đóng thanh nhàn cho gì. Rồi, chú có mấy cái chân dịch đóng cái tên chú nữa nha. Hồi nãy mình thấy có cái gì đó. Là mấy cái chân dịch bên chú có độc quyền luôn nghe nè. Bên... Dạ đóng ơn. Dạ đóng ơn hả? Chú có là độc quyền là chỉ có
chưa sở hữu được mấy dịch đó ha, cho anh em thì mua phải thông qua chú mới được. Là mấy cái thương hiệu của chú á, chú sẽ đóng chỗ nhàn cái này nè. Qua không? Đấy. Đóng rồi đó. Đóng rồi đâu. Mà đằng chú có mấy cái dịch đóng này luôn nè. Có đóng ngoài này nè mà nó bán thì nó. Có bài tiêu chân phải không? Mấy cái gì nó bán thì nó đổ thừa mình. À, mất công nha. Chứ chú cấp trước là mình có quay với cái viên là chú có đóng cái chung chỉ mẫu độc quyền là đóng chữ nhạc này luôn anh em. Vô chú có chứng dịch xuống ha. À chứ đổ trong khuôn ra luôn á. Đây. Mình tới quay mấy cái chứng dịch lớn cho nên nó có mấy cái máy mà hộp số ba tua rồi không biết. Còn này là của lòng Bắc Mốt Bắc Hai nha nè. Bắc Mốt Bắc Hai đi dịch này ha. Quá trời nặng. Thì cả 6 kg quá chú. 5-6 kg không? 5-6 kg quá. Dịch nó 5 kg á. Trời ơi. 5 kg luôn anh em ơi. Ừ vậy, quá cứ nặng. Đây. Một tắc mốt, tắc hai là dịch này đây. Đi hộp số là cái này đi ăn đi cốc thẳng không chú? Trực tiếp không? Đây hai cái này cũng mới nữa nè. Mà đi trực tiếp luôn không? Hai cái này cũng mới nữa. À. Đây, loại hai cánh, nãy giờ mình thì quay ba cánh không ha. Bây giờ có loại hai cánh nè. Đây, này, loại này loại hai cánh. Cánh này cũng mấy máy chú? Cái đó của cái tâm từ 4 máy, cái tâm từ 3 máy đó. Cái 3 máy là này đúng không? Đúng rồi. 3 máy là 4T84 mà mình chạy 3T à. À loại tốc độ này các bạn. Loại mà 3T84 mà anh em chạy muốn vỏ tốc độ cao đạt á, anh em chạy cái dịch này nè. 3T84 ha. Chú có đóng ký hiệu số cho bán cho anh em cho dễ nè. 3T84. Cái gì đó, A gì đó. 3T84 mà này như là chú đóng 22, số 22 là cốt 22 quá. Cốt 22 đó. À. Bà Tề Tâm từ cốt 22 à, đi lâu quét luôn ha. Còn cái này là 4T84 mà cốt 25 à, chú có ghi số gì dễ phân biệt quá rồi nè. Dễ biết nữa. 4T84 cốt 25 mà loại tốc độ. Máy âm rồi đó nè. Máy âm là cano rồi đó. Anh em chạy hai cánh sẽ dọc hơn, tốc độ hơn, mướt hơn. Mà tải thì nó cũng không có thua kém cái ba cánh nhiều ha. Đây. Cái này đi tốc độ của 4T84 đi tốc độ hai cánh. Con này là của 3T84. 84 nó có hai loại nha nè, 3 máy với 4 máy, này của mấy bà, này mấy 4. Quả trời chân dịch luôn rồi. Con này mấy cái này là của mấy gì đó chú? Có bự nữa hả? 98-95 nè. 98 chắc ông bự này quá. Của máy 98. Máy 98 là lòng 98 nghe nè, lòng 98 hoặc là 4T100. 98-100 thì nó cũng cỡ nhau nè. Này Isuzu hả? Isuzu 98. Này chú kìa, cốt 30. Này cốt 30 ha, cốt 30 Isuzu 98. Đấy, đi lâu hết luôn anh em ơi. Đã thành phẩm hết nè. 98. Đây là 95. Đây 95. Hay ha, cầm dịch lên chưa ấy là biết cái máy gì luôn ha. Là siêu phụ hay quá ha, nhìn dịch biết liền ha. Đấy. Isuzu 95. 4K1. Không anh em ơi, xin lỗi anh em, 4GB1. 4GB1 lòng 93 turbo loại dịch này đây ha. Đây, Isuzu 4GB1 lòng 93 ly, cốt 25. 4GB1 là chạy chiếc này nha các bạn. Còn 4K1 thì 4K1 lớn hơn chút nữa chú. 4K1 là 95 đó. 95 nó lớn hơn hay sao? Dịch đó. Nó cũng đi luôn ha. 93 95 vậy chứ một chứ không? À, vậy là 9. Không chỉ lệch nhiêu ha. Như nó ấy nó nặng nước, ấy nước là chú đập chú xả là được rồi phải không? Đúng rồi, chú đập cánh xả lại. À, như nặng nhẹ là chú có thể đập cánh chú chỉnh xả cho nó nặng nhẹ được nha các bạn. Rồi cái 4K1 với 4GB1 là nó dịch nó cỡ nhau vậy nè, cỡ nhau. Cốt 25. Còn mấy cái này là chứng dịch là nó lớn hết, nó 4 hết. Đây, điều loại dịch inox 316 hết nghe nè. Cái này là Cuta 4 lòng 76 78. Này đây ha. Cuta 4 76 78. Đây, AB hết. Cuta nghe em ơi. Cuta 78 à. Đây, 3 máy, Cuta 78. 4 máy ha. Cuta 4 78. Nào, cái này là Cuta 78 hết rồi chú. Ba cái này là Cuta 78. 78 76 đi chung không? Đi chung. À, Cuta 4 76 78 là đi chung nghe nè. Như là cốt hình như là 20 hay chú? 28. 20 có 18. 20 có 18 có. Thì tùy theo mình đặt là mình làm cái gen ha. Thì anh em chạy cái máy cốt bao nhiêu đó, 18 hay là 20 đó thì báo chú thì chú sẽ chỉnh cái gen này cho đúng anh em về dặn cho nó hợp lý ha. Cái này có máy đây.
76. Cuta 76. 4 mấy. Đây. Cuta 76 78 nghe nè, thì nó có cỡ nhau ha. 30 này 13 15 18. Mới săn một chút. Mới săn cốt thẳng. Mới săn cốt thẳng tốc độ là đây. Đây, cốt thẳng này nè, hai cách tốc độ. Anh em chạy mấy máy mà cần độ giọt đó, chạy tốc độ đây chạy dịch này nè. Cũng mấy 13 18 20 24 22. Máy hai thì hay máy được có nghe bạn. Máy hai thì chú sẽ riêng ha. Thì anh em có chạy máy hai thì đó thì liên hệ chú thì chú sẽ làm cái chương trình đúng như máy của anh em ha. Này 15 HP nè. 15 18. Có hai mẫu nghe bạn. Một loại thì hai cánh với loại ba cánh nè. Anh em nào cần tốc độ cần giọt á, anh em như ít chạy tải nhiều á thì anh em chạy dịch này. Còn anh em muốn thiên về tải là anh em khuyên anh em là có tải nhiều là anh em chạy dịch ba cánh thì nó sẽ ok ha. Nó giọt nó không có giọt bằng cái này. Nó không giọt bằng hai cánh nhưng mà chạy thì nó sẽ tải anh em chạy vô tải nó ngọt hơn. Đó. Tải là anh em đi ba cánh đi ha. Này mình chung là mình khuyên anh em là vậy ha. Anh em chuyên về tải thì anh em nên chạy cái dịch đó, nó cũng không có tốc độ nó không thua mấy đâu ha. Còn anh em mà thiên về tốc độ mà anh em chạy giọt chịu chạy giọt chạy như anh em đua tốc độ cao là này dịch này thì mẫu hai cánh là để chiên tốc độ hơn, tốc độ hơn nhiều. Còn cái loại mà muốn tải thì anh em sẽ vô ba cánh, ba cánh thì nó tải ngọt hơn. Quá trời nhân dịch luôn rồi. Nên là mẫu này là chú đã hoàn thiện xong nghe anh em, hoàn thiện xong hết rồi thì giao cho khách được rồi nè. Qua 4 lớp nước mài rồi nè, sau khi dịch thô về chú sẽ cân chỉnh, cân chỉnh xong rồi chú sẽ đập qua 4 nước mài thì nó sẽ hoàn thiện hết vậy ha. Đây, sẵn quay mấy dịch thô chú vậy nè. Hộp số đúng không chú? Hộp số, mấy dịch này là có hộp số gì? Hộp số nó bự đó. Hộp số là nó sẽ chạy dịch lớn nha bạn. Mình dịch ở đây là mình chạy hộp số thuận, hộp số nghịch đều có nghe nè. Mấy máy này là bên trái bên phải đó, hộp số đều có. Này giờ bữa mình sẽ quay cái clip kia kia nha. Nên mình sẽ quay giới thiệu các bạn là cái gọi chạy thẳng với hộp số phải. Còn ngày bữa là chú sẽ có một lô chạy trái riêng mà chú sẽ giới thiệu sau. Là chạy trái chiên như trái luôn ha. Chiên nói chung mình quay cho nó rõ thì mình chiên như trái riêng đi. Hộp số trái riêng. Còn này là mình nay mình quay là hệ chạy trực tiếp cái loại hộp số một hộp số thuận. Cái này là cũng máy lớn không nghe nè. Hộp số máy tua rồi đó. Có hộp số chạy thuận nữa nè. Chạy phải đấy ha. Chạy phải. Số thuận chạy phải. Còn chạy trái chưa nghe nè, chạy trái vẫn có mà riêng ha. Giờ bữa mình sẽ quay sau. Hôm nay mình quay cho em chủ yếu là mấy cái dòng chạy trực tiếp với mà loại mà tốc độ với loại mà chạy thuận thôi. Theo chú là cái đó là chạy thuận đó. Còn hộp số máy tua với máy bao nhiêu HP thì các bạn cứ điện chú ha. Qua Zalo chú ra thì chú sẽ báo gọi thông tin cho anh em là cái dịch nào. Chứ mình thì những dịch của chú nhiều quá mình cũng không có biết nổi là bao nhiêu hộp số, bao nhiêu tua các bạn. Tua máy mình cũng gành đó. Thì anh em chạy máy gì đó, bao nhiêu HP, anh em chạy vô lãi hay là xuồng composite bằng cây bằng gì đó thì anh em cứ liên hệ chú, thì máy bao nhiêu HP thì chú sẽ tư vấn cho anh em gõ thông tin để chú tìm cho anh em cái chiến dịch hợp nhất ha, chạy cho đúng ha. Chứ đây mình cũng không gõ đâu, tại vì nói chung là mấy thông số nó nhiều lắm mình không nhớ hết. Thì anh em cứ điện nhu cầu của anh em thì khác nhau nữa, cứ điện đi rồi chú sẽ báo cho anh em cho nó gõ thì chạy máy gì chứ không. Quá trời luôn nè, đủ lộ luôn ha, biết bao nhiêu chiến dịch rồi đó, là nhiều. Anh em có nhu cầu thì liên hệ chú ha. Nay mình quay cái video rất là dài nha, giới thiệu hết trơn cái dạng dịch của chú ha, từ máy xăng, máy dầu, các loại. Anh em có nhu cầu thì liên hệ bên cơ sở dịch Nóc Thanh Nhàn nha bạn, đủ loại luôn ha, đáp ứng nhu cầu của anh em, máy xăng, máy dầu đa dạng các loại. Rồi, kết thúc video tại đây anh em. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Rồi, xin chào, chào các bạn.